Chào mừng quý khán giả, chúng ta cùng quay trở lại với căn nhà đất Bảo Hoàng, chuyên bán nhà và nhận ký gửi nhà đất tại khu vực Hồ Chí Minh và Bình Dương, cũng như trên hệ thống website nhadatbaohoang.com. Vào một buổi trưa đẹp trời trong ngày hôm nay thì nhà đất Bảo Hoàng dẫn quý cho chúng ta để lại với quận Thủ Đức để tham quan một căn nhà biệt thự phố nằm trên trục đường quốc lộ 13. Đây được coi là một căn hộ kiểu mẫu trong phân khúc thị trường nhà phố đầu năm 2020, đặc biệt tại thời điểm hiện nay cũng như trên khu vực địa bàn quận Thủ Đức. Đây là một căn nhà phố mà rất nhiều người mong muốn được sở hữu với một thiết kế cũng như kiểu kiến trúc vô cùng mới và đặc biệt. Với một thiết kế cơ sở đó là một trệt 2 lầu, công năng sử dụng là 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh, sân thượng trước sau cũng như gara và khu vực để xe rất thông thoáng. Như mặt đường dẫn vào con đường chúng ta, căn nhà chúng ta với chiều ngang lên đến 8m, cũng như căn nhà chúng ta nằm trong một khu phức hợp nhà phố đồng bộ 2 tầng. Với vị trí vô cùng thuận lợi trong việc giao thương buôn bán cũng như khu vực di chuyển ra các trung tâm quan trọng tại phường Hiệp Bình Phước, chỉ cách chợ nông sản Thủ Đức khoảng tầm 3 phút đi xe, cũng như cách bến xe miền Đông khoảng tầm 5 phút và sân bay Tân Sơn Nhất khoảng tầm 5 đến 7 phút đi xe, và rất nhiều trung tâm quan trọng các tại khu vực phường Hiệp Bình Phước. Và đặc biệt căn nhà này với một chiều ngang 4,15 cũng như nở hậu lên đến 4,25 và chiều dài lên đến 12,5m, một căn nhà cực kỳ đẳng cấp nhưng bán với giá chỉ có 5 tỷ 500 triệu đồng. Vì vậy quý nhà chúng ta hãy liên hệ ngay với nhà đất Bảo Hoàng để đến tham quan cũng như sở hữu cho nhà mình một căn nhà phố cực kỳ đẹp với giá cả cực kỳ mềm trong một thời điểm rất dễ để mua một căn nhà phố như thế này với một cái giá mềm mại như thế. Và bây giờ thì chúng ta cùng di chuyển theo Hoàng vào bên trong để tham quan tổng thể các chi tiết của căn nhà mà ngày hôm nay nhà đất Bảo Hoàng sẽ giới thiệu chi tiết tổng thể cho gia đình mình. Phía trước là một khu vực, phía trước là một bộ cửa sắt đúc mạ đồng cực kỳ đẹp với thiết kế theo kiểu CNC. Tiếp theo là một bộ cửa hai cạnh màu đỏ sơn đỏ bóng loáng cực kỳ đẹp. Như phía trước là một khu vực để chúng ta giữ xe, để xe. Và với một phòng khách rộng như thế này thì chúng ta có thể tận dụng nhiều công năng, có thể làm khu vực gara cho nhà mình. Với một diện tích lớn như thế này, chúng ta có thể cho một chiếc xe 4 chỗ, 7 chỗ vào trong này vô cùng thoải mái. Cũng như với một khu vực như thế này thì chúng ta có thể trưng dụng làm phòng khách, nơi đón tiếp khách cũng như là sinh hoạt tại tầng trên của gia đình mình rất là thoải mái. Với nền nhà được lát bằng đá hoa cương 80 phần sáng bóng và trần nhà được trang trí với những kiểu đèn cổ kính và mặt trần được thiết kế cách tân, nửa cổ điển nửa hiện đại, tạo ra cho không gian phòng khách chúng ta thêm sự sinh động và sang trọng nhất định. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng Hoàng di chuyển vào bên trong để mình tham quan chi tiết phòng bếp của nhà mình tại khu vực tầng trệt. Trước khi lên tham quan khu vực tầng 1 thì Hoàng xin được review những hình ảnh và không gian nội thất tại khu vực phòng bếp nhà mình. Như mọi người đang thấy thì đây là khu vực phòng bếp nhà mình với một thiết kế rất đặc biệt. Màu gạch được trang trí là màu chủ đạo của khu vực phòng bếp nhà mình, cũng như nội thất bếp 2 tầng với nhiều tủ kệ thoải mái để gia đình chúng ta có thể bỏ các cái đồ vật cũng như những đồ cần thiết tại khu vực phòng bếp để chúng ta thuận tiện trong việc nấu nướng sinh hoạt tại khu vực này, cũng như hệ thống đèn điện tạo ra một không gian vô cùng ấm cúng để chúng ta có thể sinh hoạt thoải mái xung vầy tại khu vực phòng bếp nhà mình. Ngoài ra thì khu vực phòng bếp còn có một phòng vệ sinh ở phía sau để chúng ta cũng có thể thoải mái sinh hoạt tại khu vực trệt khi đã có phòng vệ sinh, phòng tắm tại khu vực trệt cho gia đình mình. Còn đây là tổng thể không gian diện tích của phòng khách, phòng bếp tại khu vực tầng trệt nhìn từ phía nhà bếp. Một diện tích rất là rộng, 4,12 chiều ngang cũng như chiều dài nở hậu đến
4,25 và diện tích chiều dài lên đến 12 cũng nhìn nở hậu là 4,25. Còn bây giờ thì xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng di chuyển theo hàng lên tầng 1 cũng như tầng 2 để khám phá những không gian, những phòng ngủ của căn nhà chúng ta. Đây là khu vực cầu thang lối dẫn lên tầng trệt của nhà mình với hai thiết kế song song, đó là một thiết kế tay vịn làm bằng gỗ đỏ sang bóng là cấp cũng như là kính cường lực 12 ly. Một bên là thiết kế lối cầu thang được xây theo hình thức rất. Với khu vực này chúng ta có thể trang trí những chậu bông, những bức hình, bức tranh trang điểm khiến cho bộ phòng khách cũng như phòng bếp thêm sinh động và đẹp hơn. Còn đây là khu vực chúng ta di chuyển lên tầng 1 của nhà mình. Khu vực hành lang của nhà mình nối liền giữa phòng ngủ số 1 cũng như phòng ngủ số 2. Và đây là phòng ngủ số 1 của tầng 1. Người chúng ta hãy cùng theo Hoàng vào tham quan các chi tiết phòng ngủ số 1 của nhà mình. Với một căn nhà mặt hai mặt tiền thì đây là một căn nhà được thiết kế vô cùng phong cách với nhiều cửa sổ ở phía bên hông mặt tiền để đón không khí ánh sáng cũng như tạo cho không gian phòng bếp phòng ngủ chúng ta thêm sinh động và ngập tràn không khí ánh sáng bất cứ lúc nào. Với trần nhà được thiết kế một cách đơn giản cũng như tạo thêm một sự kiêu kỳ và thú vị thêm cho mặt trần của chúng ta, cũng như cái cửa sổ được cách tầng được làm bằng gỗ rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta hãy cùng Hoàng di chuyển sang bên phòng ngủ số 2 của tầng 1 để tham quan. Và Hoàng cũng chưa được chia sẻ, 4 phòng ngủ của nhà mình đều có một phòng vệ sinh ở phía trong với những nội thất cơ sở cực kỳ tiện nghi cho chúng ta có thể sinh hoạt thoải mái riêng tư tại khu vực phòng ngủ của nhà mình. Còn đây là hành lang của phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ đón không khí ánh sáng ở bên ngoài ngay hông mặt tiền của nhà mình. Với một diện tích ngang 4,5 chiều ngang cũng như là nở hậu 4,25 thì đây là một căn nhà rất chuẩn về diện tích cũng như một vị trí vô cùng đắc địa, một căn nhà hai mặt tiền. Và đặc biệt căn nhà này thì bán với giá 5.500.000 đồng. Vì vậy quý khách chúng ta hãy liên hệ ngay với nhà đất Bảo Hoàng theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để đến tham quan và sở hữu cho gia đình mình một căn nhà tuyệt đẹp với giá phải chăng, sổ hồng hoàn công đầy đủ. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng di chuyển lên tầng 2 để tham quan chi tiết những phòng còn lại. Và lối cầu thang dẫn lên nhà mình thì có một cái bóng đèn cũng rất là đẹp, tạo ánh sáng vừa phải cho khu vực hành lang, tô thêm sự hài hòa không gian về hành lang thêm đẹp hơn. Và đây là phòng ngủ số 3 của nhà mình. Vẫn là một phòng ngủ với diện tích đồng bộ giống như là phòng ngủ số 1 tầng 1 của nhà mình, với không gian vô cùng rộng với cái nhìn đa chiều. Vì gia đình chúng ta là một căn nhà có hai mặt tiền đường, đặc biệt căn nhà chúng ta có một các phòng này đều có cái ban công ở phía bên trước, chúng ta nhìn ra mặt đường. Và đây là phía trước mặt tiền của nhà mình, nơi dẫn ra quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, rất tiện lợi trong việc di chuyển đi lại của gia đình mình. Như có một cái ban công để chúng ta có thể trồng chậu hoa cũng như ra ngắm cảnh tại khu vực này rất là thuận tiện. Còn đây là tổng thể hình ảnh về phòng ngủ số 3 của nhà mình, rất rộng. Với một phòng ngủ rộng như thế này chúng ta có thể sử dụng được nhiều công năng, có thể đặt một chiếc giường lớn hoặc là một chiếc giường nhỏ và một chiếc giường lớn song song, thoải mái để một căn phòng như thế này với 4 người ngủ vô cùng thoải mái. Và tiếp theo là phòng ngủ còn lại của nhà mình trước khi lên tham quan khu vực sân thượng của căn nhà chúng ta.
rất là rộng. Rồi, còn bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta cùng theo Hoàng đi lên tham quan khu vực tầng sân thượng. Trước khi chia tay, chào tạm biệt tất cả quý vị chúng ta trong video buổi trưa nay của căn nhà đất hoàng.com. Và nếu quý vị chúng ta cảm thấy đây là một căn nhà tuyệt đẹp với giá cực kỳ phải chăng, cũng như nằm trên một trục đường quan trọng tại khu vực, thì hãy liên hệ ngay với nhà đất Bảo Hoàng theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để đến tham quan cũng như sở hữu cho dân mình một căn nhà, một căn nhà đẹp và với một cái giá vô cùng mềm mại phải chăng. Và đây là khu vực sân thượng của nhà mình, những hình ảnh cuối cùng trong video trưa nay. Rất là rộng với sân thượng trước sau, chúng ta có thể sử dụng làm khu vực làm sân phơi đồ với nhiều công năng khác mà chúng ta có thể sử dụng cho khu vực sân thượng này. Và đây là hình ảnh về khu nhà phố liền kề đồng bộ mà căn nhà chúng ta đang hiện hữu. Đặc biệt căn nhà chúng ta hiện hữu ngay mặt tiền, ngay đường hai mặt tiền ở phía trước những căn nhà này. Và đây là khu vực không gian phía trên của căn nhà chúng ta, rất rộng rãi, rất thoáng mát. Còn phía trước đó là quốc lộ 13. Vâng, và một lần nữa thì nhà đất Bảo Hoàng xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng chúng ta đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của nhà đất Bảo Hoàng trong suốt thời gian qua. Và quý vị cảm thấy đây là một căn nhà đáng để tham quan cũng như sở hữu nó thì liên hệ ngay với nhà đất Bảo Hoàng theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Và xin kính chúc tất cả quý anh chị chúng ta có một ngày làm việc cũng như ngày nghỉ ngơi thật là thoải mái, thật là ý nghĩa. Và xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng chúng ta trong những video tiếp theo. Và cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bấm nút thông báo để có thể theo dõi những sản phẩm tiếp theo của nhà đất Bảo Hoàng. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.